Đừng có linh tánh báo mộng cầu cứu. Cô Hoàng là người rất thích ăn lương. Cô thường mua lương về nhà, tự tay cô nấu thành những thức ăn ngon. Lương đây, lương mới bắt về đây. Con nào con nấy vậy đành đạch đây nè. Cô ơi, cô muốn mua lương không? Cô xem, mấy con lương này vừa to vừa béo. Hơn nữa, vừa mới bắt lên, hàng tươi ngon lắm luôn. Ừ, đúng là rất tươi. Tôi mua mấy con, có được không? Được ạ. Cô Hoàng liền mua vài con lươn về nhà. Tình cờ hôm ấy có em gái đến thăm cô. Em à, em thật đúng lúc đó. Em nhìn, chị mua cái gì cho em nè? Hả? Lươn? Đúng đó, chị vừa mới mua luôn. Em thấy không? Nhiều lươn vừa được bắt lên. Con nào con nấy quẩy khỏe đành đạch luôn. Hai chị em mình lúc nhỏ thích ăn nhất là món lươn mà. Hôm nay chúng ta có thể ăn một lần cho thỏa thích luôn. Ờ, không, em không ăn chúng được đâu. Sao vậy? Chị ơi, em đã học Phật ăn chay rồi. Chị cũng đừng có ăn thịt lươn nữa nha. Em học Phật ăn chay. Chuyện này cuối cùng là sao? Nguyên nhân khiến em học Phật ăn chay chính là do mấy con lươn này. Do mấy con lươn? Dạ vâng, chuyện xảy ra 2 năm trước rồi. Trước vẻ mặt nghi ngờ của người chị, cô em gái bèn kể lại câu chuyện mà cô đã trải qua 2 năm trước đây. Năm đó, em đang mua một ít lương trên đường về nhà để chuẩn bị nấu ăn, thì gặp một dì có tu học Phật Pháp sống ở gần nhà em. Dì ơi, dì tính đi đâu dạ? Dì lên chợ mua ít rau củ. Lương này con mua ở đâu vậy? Dạ, con vừa mới mua, con định mua về nấu ăn. Con đừng làm vậy. Tại sao vậy dì? Mấy con lươn này đều có mạng sống. Nếu con ăn thịt chúng, chẳng phải là đã sát sanh sao con? Mà sát sanh là tạo nghiệp nặng nhất, sẽ gặp quả báo đó. Dì à, dì nghĩ nhiều quá rồi. Con từ nhỏ đã thích ăn thịt lươn, cũng ăn không biết bao nhiêu là con lươn, mà con có thấy quả báo gì đến đâu. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Câu nói này con không thể không tin được. Tất cả sinh linh trên đời này đều có linh tánh. Mấy con lươn này cũng không ngoại lệ. Khi con sát hại chúng thì chúng cũng biết sợ hãi vậy. Dì khuyên con nên đem chúng phóng sanh đi con à. Lúc đó em không tin lời dì ấy nói, nên em đã mang số lươn đi về nhà, rồi thả nuôi trong một chậu lớn, tính đến tối sẽ làm thịt chúng. Thế nhưng buổi trưa hôm đó, em đã nằm ngủ và mơ một giấc mơ. Giấc mơ đó rất là kỳ lạ. Ý, đây là đâu vậy? Cầu xin cô hãy thả chúng tôi đi. Cầu xin cô hãy thả chúng tôi đi. Các ngươi là ai vậy? Xin cô đừng giết chúng tôi. Lạy cô, lạy cô. Cuối cùng thì các ngươi là ai? Cuối cùng có chuyện gì vậy? Lúc đó khi em tỉnh dậy, em vẫn không nghĩ là mấy con lươn đó đã báo mộng cho em biết. Tối hôm đó em vẫn còn làm thịt bọn chúng, rồi nấu thành một món lươn hầm. Thơm quá. Wow, mùi vị thật là tuyệt vời. Ngon thật. Sau khi ăn xong món lươn đó, quả báo bèn rất nhanh giáng xuống đầu em. Mấy ngày hôm sau, bỗng nhiên em ngứa ngáy vô cùng. Dù đã đi nhiều bệnh viện nhưng cũng không chữa được. Ngứa quá, sao vậy trời? Sao tự nhiên toàn thân mình ngứa ràng lên hết vậy? Không được rồi, mình không chịu nổi nữa. Phải đi đến bệnh viện khám xem có phải là bị bệnh da gì không nữa. Cô Quan, kết quả kiểm tra của các bộ phận đều bình thường cả.
Vậy tại sao cả người của tôi cứ ngứa ngáy khó chịu vô cùng? Hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh lý của cô. Hay là cô đến bệnh viện khác kiểm tra thử xem đi nha. Sau này vẫn là người dì học Phật kế bên nhà em đã cứu em. Dì ơi, con đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ cũng nói con rất khỏe mạnh, không bị gì hết. Nhưng mà cả người con cứ ngứa ngáy, khó chịu hết lên cả người luôn. Bệnh này của con có đi bệnh viện cũng không chữa được đâu. Dì, sao dì nói vậy? Lần trước con mua lươn về giết thịt chúng nấu ăn, đây là tạo tội cực nặng đó con. Con phải biết sát sanh tạo nghiệp rất nặng. Con bị như bây giờ là do chính con đã tạo ra quả báo. Không lẽ trên đời này thật sự là có quả báo sao? Đương nhiên, dì đã nói rồi mà, vạn vật trên thế gian này đều có sinh mệnh, có linh tánh, chúng không khác gì chúng ta hết. Công lý nào hôm đó con nằm mơ thấy có những người cầu xin tha mạng cho chúng là những con lươn sao? Con có nằm mơ thấy điều kỳ lạ à? Từ đó về sau, em mới ăn chay và đi học Phật, theo đuổi việc phóng sanh hộ sanh. Không ngờ rằng sau khi em bắt đầu phóng sanh thì chứng ngứa ngáy trên người em cũng không còn nữa. Thật sự có chuyện ly kỳ đến vậy sao? Đúng đó chị ơi, sau này chị đừng sát sanh nữa, để không phải gặp quả báo như em. Mấy con lươn đó chị đem đi phóng sanh đi chị. Được rồi, chị nghe theo em. Từ giờ trở đi chị cũng giống như em, đi theo học Phật Pháp và ăn chay, không sát sanh nữa. Khi cô Hoàng nghe lời em gái nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế là từ đó, lúc nào cô cũng bắt đầu học Phật Pháp phóng sanh. Thế nhưng cô lại quên thả mấy con lươn trong bồn nước. Mấy ngày sau, cô Hoàng có một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô mộng thấy rất nhiều người mang áo vàng, đầu đội mũ nhọn chạy đến trước mặt của cô. Cầu xin cô hãy tha cho chúng tôi. Là ai? Ai đang nói vậy? Lạy cô xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi không muốn chết. Cái người cuối cùng là ai? Alo, em gái, có chuyện gì vậy? Chị à, ngày mai có buổi lễ phóng sanh, chị em mình cùng tới đó dự đi. Ừ, được rồi em gái. Lúc nãy chị nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Chị mơ thấy có rất nhiều người mang áo vàng, đội mũ nhọn, chạy tới chị khóc lóc thảm thiết, cầu xin chị thả họ. Chuyện này là sao vậy em? Chị ơi, lúc đầu trước khi em giết lươn cũng nằm mơ giống giấc mơ như vậy đó. Em nghĩ chắc là có sinh linh nào đó cầu xin chị phóng sanh rồi. Sau khi cô Hoàng nghe tiếng em gái nói đột nhiên tỉnh ra, nhớ lại trong nhà cô vẫn còn một số lươn bị bỏ quên trong bếp. Đúng rồi, mấy con lươn chị mua về đợt trước vẫn còn bỏ trong bồn nước đó em. Không lẽ chúng báo mộng cho chị xin được tha mạng chúng, để chị đi xuống bếp xem sao. Những con lươn này vì muốn xin cứu mạng, quả nhiên có thể hóa thành người áo vàng, tiến vào giấc mơ của mình. Xem ra em gái đã nói đúng. Mọi vật trên đời này đều có linh tánh hết. Các ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ mang các ngươi ra bờ sông. Ngày hôm sau, cô Hoàng và em gái mang số lươn này ra bờ sông để thả. Thật không ngờ mấy con lươn này vì được sống mà có thể báo mộng cho chị luôn. Chị ơi, bây giờ chị đã tin mọi việc trên đời này đều có linh tánh rồi chưa? Sau này mình đừng sát hại chúng nữa nha chị. Ừ, sau này chị sẽ cùng em phóng sanh nhiều hơn, mong sẽ cứu được nhiều mạng sống hơn nữa.